Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 4 giờ 12 phút sáng giờ của tiểu bang Washington. Tôi đang ở tại tháp Địa Tạng của Youth Center. Sở dĩ tôi có cái buổi nói chuyện sáng nay là vì tôi có một số Phật tử đang ở Việt Nam, họ có thân nhân làm trong ngành công an ở những cấp bậc rất là cao. Họ cho tôi biết nếu mà chúng ta không làm mạnh, không đặt câu hỏi, những người công dân Việt Nam mà không có lên tiếng kiến nghị lên các ban ngành, các cấp của các chính quyền Cộng sản Việt Nam, là khi Ngài Minh Tuệ về đến vùng đất Thừa Thiên Huế, Ngài đã vi phạm cái lỗi gì? Và tăng đoàn của Ngài đã vi phạm cái lỗi gì? Mà nửa đêm cho lực lượng công an mấy trăm người vào bắt những người đệ tử của Ngài Minh Tuệ và Ngài đang hành thiền một cách thô bạo. Và cuộc nói chuyện của một số những người có thân nhân làm trong ngành công an cho tôi biết là với cái bản chất của Ngài Minh Tuệ, Ngài không hàng phục bạo lực và Ngài đã đi tới cái chỗ mà vô ngã. Ngài chỉ còn có một cái mạng này, muốn giết thì giết. Cho nên công an không thể dùng bạo lực để tra tấn Ngài và bắt Ngài phải ra trước công chúng để có lời thú tội như Trịnh Xuân Thanh. Ngài là một cái người đã đạt tới trạng thái vô ngã, cho nên công an không thể dùng bạo lực. Mà nếu chúng ta không có hành động ngay, thì cái bọn đang bắt Ngài, nó sẽ giết Ngài để bịt miệng. Cho nên, quý vị hãy lấy tư cách là công dân của nước Việt Nam. Quý vị hãy gửi thật nhiều kiến nghị lên tất cả các ban ngành của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Lấy tư cách là công dân, chúng tôi muốn biết Ngài Minh Tuệ khi về đến khu vực Quế Thừa Thiên đã vi phạm lỗi gì mà nửa đêm Ngài đang ngồi thiền cùng tăng đoàn của Ngài thì ập vào khống chế và bắt như những người tội phạm. Đó là càng làm sớm càng tốt. Tôi thấy có một vài cái clip đã bỏ lên, đã phản biện, đã có yêu cầu, nghĩa là có những kiến nghị, và tôi thấy đó là những việc làm tốt nhưng chưa đủ. Bây giờ tôi trở lại vấn đề. Quý vị nhìn thấy cái hình ảnh của Trịnh Xuân Thanh bị công an tra tấn và rốt cuộc ra trước đài truyền thông để nói rằng mình tự nguyện trở về nước để mà đầu thú. Nhưng đối với một bậc chân tu, một vị Phật sống như Ngài Minh Tuệ, công an không thể nào dùng bạo lực để bắt Ngài ra trước ống kính và gửi một thông điệp rằng Ngài đã tự hủy bỏ cái hạnh đầu đà. Và quý vị nhớ, 2 ngày trước khi mà xảy ra cái chuyện công an Thừa Thiên đã vào để mà bắt Ngài, thì Ngài đã biết trước. Ngài có họp với một số những người đệ tử trong cái tăng đoàn của Ngài. Ngài nói coi chừng có thuốc độc, có bọn xấu và cẩn thận đừng có làm một cái gì vi phạm pháp luật để chính quyền có cớ và dẹp đi cái con đường tu hành hạnh đầu đà của tăng đoàn. Quý vị, hồi sáng này tôi rất là khó chịu
nỗi đau khó thể mà giải thích. Khi tôi xem những cái đoạn những ca sĩ Hàn Quốc và những người nghe các ca sĩ Hàn Quốc trình diễn một bản nhạc nói về Ngài Minh Tuệ, tôi thì không có rành tiếng Hàn, nhưng mà đã được bỏ lên YouTube, đã bỏ lên trên Facebook. Cái bản nhạc này do những ca sĩ Hàn Quốc trình diễn, họ ca tụng một người Phật sống ở Việt Nam, sống trong nghĩa địa Gò Mã Gốc Cây, ngày ăn một bữa, đi chân không, đầu đội trời, chân đạp đất, không nhận của cúng dường, từ bỏ tất cả những cái vinh hoa phú quý ở trần gian, mà giờ này người Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã bắt giam ngài. Những người ca sĩ Hàn Quốc không cùng dòng máu với người Việt chúng ta. Những người ca sĩ Hàn Quốc, họ không phải là người Việt Nam. Những khán giả Hàn Quốc, họ nghe trình bày về cuộc đời tu khổ hạnh của một người thánh tăng Việt Nam, họ khóc nức nở. Ca sĩ cũng khóc, khán giả cũng khóc. Hỡi những người Việt Nam cùng máu huyết với Ngài Minh Tuệ, chúng ta không lẽ bằng không bằng những người Hàn Quốc hay sao? Và khi bản nhạc này trình chiếu trên các kênh của đài truyền hình Trung Quốc, người dân Trung Quốc cũng khóc và thương xót cho một vị Phật sống ở Việt Nam đã bị đối xử như là một tội phạm hình sự. Quý vị, chúng ta hãy coi lại cái clip Nhân Gà Vlog. Quý vị dành thời gian vào trong cái YouTube, những YouTube của Nhân Gà Vlog, để xem cuộc nói chuyện, cuộc phỏng vấn của Nhân Gà Vlog đối với Ngài Thánh Tăng Minh Tuệ. Xem để hiểu Ngài có một cái lời nói nào mà chống đối chính quyền. Ngài có một cái lời nói nào để vi phạm đến những luật pháp của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Ngài có một lời nói nào để mà phỉ báng các sàm tăng Thích Chân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Nhuận Đức, vân vân? Không có. Ngài nói chuyện rất khiêm cung, và Ngài không hề có một cái hành động, một tư tưởng chống đối chính quyền. Mà tại sao giờ này chính quyền Việt Nam lại đối xử Ngài như vậy? Ngoài cái chuyện quý vị phải coi lại những cái clip của Nhân Gà Vlog quay từ 6 năm nay, hoàn toàn Ngài không có một cái lỗi gì cả. Và hãy coi lại những cái clip mà Ngài đi bộ hành từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Và nhất là những cái clip mà mới nhất trong mấy tháng gần đây, những cuộc nói chuyện, những buổi phỏng vấn với các đài truyền hình của Đảng Cộng sản, các nhà báo của Đảng Cộng sản, và tất cả những cái YouTube, TikToker phỏng vấn Ngài, Ngài không có một cái hành động nào mà sai phạm với luật pháp của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên, quý vị ơi, tất cả những người yêu thương Thầy Minh Tuệ, tất cả những người yêu thương Ngài Thánh Tăng Minh Tuệ đang ở trong nước, hãy có những kiến nghị lên các cơ quan, các ban ngành của chính quyền Việt Nam, phải điều tra cho rõ khi Ngài Minh Tuệ và tăng đoàn của Ngài vào đến khu vực Thừa Thiên Huế đã vi phạm pháp luật như thế nào, thì phải cho dân chúng biết. Và tăng đoàn của Ngài Minh Tuệ đã vi phạm những luật pháp gì mà lại bị công an bỏ lên xe nửa đêm, rồi bắt vào đồn làm những tờ khai tự thú, rồi lột y của họ, rồi công an đưa cho họ những bộ đồ thường dân,
rồi á thu cái những cái nồi cơm điện, rồi á đem chở họ bỏ lung tung, nhóm thì bỏ ở khu vực miền gần Quảng Ngãi, nhóm thì chở là Kỳ Anh, trong khi những tăng đoàn của ngài không có một cái điện thoại, không có một đồng bạc trong túi, mà công an sau khi điều tra không tìm thấy lỗi gì lại bắt họ mặc những bộ đồ thường phục, tịch thu y phấn tảo, tịch thu cả những cái nồi cơm điện, rồi bỏ họ đi lang thang trên quốc lộ 1. Làm như vậy thì Phật tử biết họ là ai để mà cúng dường, để họ có thể khất thực, chẳng khác nào muốn giết họ hay sao? Quý vị nhìn thấy cái này mà quý vị không lên án, không viết kiến nghị để mà đòi hỏi các ban ngành của chính phủ Việt Nam phải trả lời Ngài Minh Tuệ và tăng đoàn của Ngài đã vi phạm cái gì để mà bị bắt vào đồn công an Thừa Thiên làm bản tự khai, rồi họ mang tội gì mà bị công an lục y phấn tảo, tịch thu nồi cơm điện, rồi phát cho họ những bộ quần áo thường dân, rồi đem bỏ họ khắp nơi trong khi họ không ai có điện thoại, không ai có tiền, mà mặc đồ thường phục thì ai mà biết để cho các ngài có thể khất thực. Xin các ban ngành cơ quan chính phủ của Cộng sản Việt Nam hãy cho biết lệnh bắt ngài Minh Tuệ là chủ trương của Đảng và của chính phủ Việt Nam, hay có một phe nhóm nào có ý phá hoại uy tín của chính phủ Việt Nam? Theo nhận xét của tôi thì theo Thích Thông Lai, cái nhóm này vừa đánh vừa chạy, rõ ràng vừa đánh vừa chạy. Nếu mà chính phủ Việt Nam mà có hành động ra lệnh bắt thì họ có chỗ để nhốt và họ chả có sợ gì hết. Họ tuyên bố và họ nhốt, chứ không có đánh vừa chạy, đi tìm chỗ này để mà khảo cung, đi tìm chỗ kia khảo cung. Rồi những cái hình ảnh, những cái đoàn xe công an trang bị những máy phá sóng, rồi bắt hết YouTuber gom lại, bắt làm bà tờ tự khai, rồi nửa đêm vào để mà đàn áp. Mà cái đoàn xe đó, tất cả những cái máy phá sóng đã phát rồi, thì tại sao mà ghi lại được bản số 675 của Thừa Thiên Huế, cho thấy rằng trong cái lực lượng đi bắt đó có những người công an không đồng ý. Như vậy quý vị biết ai? Quý vị nhớ rõ đi, chính là Tô Lâm. Tô Lâm ngày 24 tháng 5 được Quốc hội là bầu lên làm Chủ tịch nước và miễn nhiệm quyền Bộ trưởng Công an. 4 ngày sau, Tô Lâm tại Hà Nội đã họp tất cả các tướng lãnh công an trên 100 người trong 3 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng, đã cấu kết và đưa lên một cái kiến nghị những công an dưới quyền cấp tướng của Tô Lâm, kiến nghị lên Bộ Chính trị là không nên để chức Bộ trưởng Công an trong trai của em Trần Đại Quang, tức là Trần Quốc Tỏ. Cho nên mỗi một ngày mà chúng ta im lặng, sinh mạng của Ngài Thánh Tăng Minh Tuệ càng đi đến chỗ nguy hiểm. Vì tôi biết tánh tình của Ngài không khuất phục bạo lực. Quý vị, Ngài là một tỳ kheo đúng nghĩa. Mặc dù ngày hôm qua bác sĩ Tây Sơn có gọi điện thoại cho tôi, bác sĩ Tây Sơn có liên lạc và biết được một số thầy cũng đạo cao đức trọng và nói rằng ông Minh Tuệ không có tu hạnh Đồ Đà được, vì ông chỉ mới là sa di. Ông sa di là ông thọ giới với A La Hán Thích Thông Lạc ở Tây Ninh, nhưng mà ông ở đó không có lâu, rồi ông học không hợp với đường lối tu hành của Thích Thông Lạc, ông tự ra đi. Mà sa di thì 5 năm đầu phải ở dưới thầy, mà sa di không phải tỳ kheo thì không có thể hành hạnh Đầu Đà. Và đó là một số thầy đã nói với bác sĩ Tây Sơn, và bác Tây Sơn đặt câu hỏi với tôi.
Tôi nói trong tăng đoàn của Đức Phật, Ngài La Hầu La là một chú tiểu 7 tuổi. Ngài cũng tu hạnh đầu đà. Ngài cũng ăn ngày một bữa. Ngài cũng ngủ gốc cây và ngủ gò mã. Trong cái cuộc mà nói về cuộc đời của Ngài La Hầu La, những lúc Ngài đi khất thực, đi sau lưng Hòa Thượng Giáo Thọ của Ngài là Ngài Xá Lợi Phất, người ta chỉ cúng cho Ngài Xá Lợi Phất mà không cúng cho Ngài La Hầu La, vì ta nghĩ chú tiểu không có công đức. Và La Hầu La chỉ đi khất thực được 7 nhà mà không ai cúng, cũng phải xuống sông Hằng, cũng phải múc nước uống. Và chưa trong một bữa nọ, Ngài La Hầu La khóc. Đức Phật hỏi tại sao mà ông khóc. Ngài La Hầu La nói con đói. Đức Phật hỏi này La Hầu La, con đi khất thực với Hòa Thượng Xá Lợi Phất, tại sao con đói? Ngài La Hầu La nói thưa Thế Tôn, một đứa con nít cần ăn hay là một người lớn cần ăn? Đức Phật trả lời con nít cần ăn để phát triển. Thì Ngài La Hầu La mới nói thưa Thế Tôn, vậy mà người ta cúng cho Xá Lợi Phất những món ngon, còn con chỉ cúng được nửa củ khoai, mà theo lực con chỉ đi khất thực 7 nhà mà không có được thì con không được khất thực, con phải uống nước ở sông Hằng nhịn đói. Đức Phật nghe xong mới dặn Ngài Xá Lợi Phất, từ nay trong tăng đoàn đi một nhóm khất thực, người phước nhiều người phước ít, phải chia sẻ và phải để ý tới những chú tiểu mới vào tăng đoàn đang tu hạnh đầu đà. Và Ngài Xá Lợi Phất Ngài mới sám hối. Ngài nói hèn chi hồi trưa này con ăn mà con đau bụng, con ói ra hết. Đức Phật mới nói ông ăn mà trong khi La Hầu La nó ngồi, nó đói, nó khởi tâm sân hận làm sao mà tiêu hóa được. Và từ nay ông nên để ý La Hầu La. Và quý vị nhớ Ngài Xá Lợi Phất là một vị vào tăng đoàn, Ngài không có vợ, cho nên Ngài không biết nuôi con nít. Từ đó vị thầy nào mà nói chỉ có tỳ kheo mới được tu hành hạnh đầu đà, vị đó nên nghiên cứu kỹ lại. La Hầu La cũng ngủ ở gò mã gốc cây, và có những lúc phải ngủ trong nhà cầu tiêu nữa cả. Đến nỗi Đức Phật quở, tại sao mà Ngài Xá Lợi Phất lại vô tình như thế? Cho nên chú tiểu La Hầu La tu hạnh đầu đà được thì Ngài Minh Tuệ vẫn hành hạnh đầu đà được, phải không quý vị? Trở lại vấn đề, bây giờ cả thế giới đã vào cuộc. Đài Á Châu Tự Do đã có một bản tường trình, tôi đã post ở trên cái Facebook của tôi. Đài Á Châu Tự Do đã nói rằng Ngài Minh Tuệ là một vị Phật sống đã xuất hiện tại Việt Nam. Ngài Minh Tuệ không phải là người mà ảnh hưởng tại Việt Nam mà ảnh hưởng cả thế giới. Đài truyền hình Tây Ban Nha đã cho chiếu toàn bộ những hình ảnh của Ngài Minh Tuệ đi khất thực, hạnh đầu đà, đầu đội trời chân đập đất, ngủ bãi tha ma, ngủ ở gò mã, ăn ngày một bữa, mặc y phấn tạo. Và họ chiếu đi chiếu lại tại các phi trường. Đài BBC cũng có bài bình luận. Đài truyền hình CNN của Mỹ cũng có những bài bình luận. Là họ đều ca tụng một vị Phật sống của thế kỷ thứ 21. Người Hoa Kỳ yêu mến Ngài. Người Trung Cộng cũng yêu mến Ngài. Người Đài Loan, người Hàn Quốc khi nghe ca bản nhạc về Ngài đã khóc nức nở. Tất cả các nhiều nước đều yêu mến Ngài. Tại Ấn Độ, các tăng đoàn lần lượt có một nhóm đã qua đảnh lễ Ngài và có rất nhiều người đang chuẩn bị lên đường đảnh lễ Ngài. Quý vị phải làm mọi cách để bảo vệ Ngài. Với cái tình trạng này, công an sẽ tra khảo Ngài. Bắt Ngài hãy quay một cái đoạn mà tuyên bố là Ngài tự nguyện từ bỏ cái hạnh đầu đà. Ngài ra lệnh cho tăng đoàn giải tán, nhưng không,
Nếu mà Ngài làm chuyện đó thì Ngài đã làm ngay cái buổi sáng ngày 2 tháng 6. Hai tên công an đã vào trong đó và chính đệ tử của Ngài, Ngài Hộ Pháp đã nói lại là yêu cầu Ngài từ bỏ hạnh khất thực. Nhưng Ngài đã nói, Ngài đã nguyện với chư Phật là Ngài đi cho tới ngày nào mà Ngài chết thì Ngài mới hết đi. Cho nên Ngài Minh Tuệ là một bậc xuất gia chân chính. Theo tôi được biết là Ngài đi ngang nhà của cha mẹ Ngài ở cái vùng Kon Tum, Pleiku, Cao Nguyên gì đó mà Ngài cũng không ghé vào. Thì có người chú ruột của Ngài ra tìm Ngài ở ngoài nghĩa địa. Và người chú ruột của Ngài hỏi tại sao Ngài không vào để thăm bố mẹ của Ngài. Ngài nói Đức Phật dạy, xuất gia đầu tiên là ra phải thế tục gia. Từ khi Ngài đảnh lễ cha mẹ xin phép xuất gia là Ngài không còn là người thế tục mà Ngài đã ra khỏi thế tục gia. Cho nên Cộng sản đã dùng cái chiêu là Ngài khi mà nó bắt Ngài xong, nó kêu em Ngài lên và nó nói là Ngài được bình an. Và nó nói em của Ngài có muốn vào đồn công an để thăm Ngài không? Thì em của Ngài mừng quá nói muốn. Và khi nó đưa Ngài tới đồn thì nó nói à, Ngài đã bỏ đi rồi. Thì quý vị thấy biết Ngài nằm trong tay công an mà nó nói Ngài muốn đi lúc nào đi, muốn đến lúc nào đến. Nó tính dùng cái hình ảnh người em của Ngài, cha mẹ của Ngài để mà dắt mũi dư luận xã hội. Nhưng người Việt Nam không ngu, người Việt Nam trong nước càng không ngu, người Việt Nam hải ngoại càng không ngu. Cho nên một lần nữa, vì tánh mạng của Ngài đang nguy hiểm, giờ này mình không biết cái nhóm nào đang bắt Ngài. Mà với cái nhìn của tôi, cái nhóm nào mà mất lợi, với bao nhiêu năm tung hoành ngang dọc, Ma Tăng Thích Chân Quang đã có tới 70.000 tín đồ. Mà Ma Tăng Thích Chân Quang tự nhiên có Ngài Minh Tuệ xuất hiện. Ngài Minh Tuệ xuất hiện chưa từng nói xấu Ma Tăng Thích Chân Quang một câu. Nhưng mà tự động đồng bào Phật tử trong nước thấy đâu đúng đâu sai. Và tự họ động họ rời bỏ Ma Tăng Thích Chân Quang, chỉ còn lại 20.000 người. Mà quý vị biết không, Ma Tăng Thích Chân Quang hoàn toàn đi con đường không phải là chánh pháp, sửa ngũ giới của Phật. Quý vị đã biết rồi đó, tự động sửa ngũ giới của Phật. Chân Quang là ai mà dám sửa ngũ giới của Phật? Rồi bây giờ nó xây tượng Phật ở chùa Phật Quang. Người ta điều tra ra cái danh từ Phật Quang, tức là nó cho nó là Phật, mà Chân Quang tức là Phật, viết tắt là Phật Quang. Nó đúc tượng Đức Bổn Sư mà nó lấy cái mặt của nó đúc. Rồi á, Đức Phật không có một cái giáo điều nào mà bắt thầy thốt. Đức Phật nói khi ai đến với Như Lai thì Như Lai sẵn sàng mở vòng tay để truyền lại chân lý, truyền lại con đường giải thoát. Ai từ giả Như Lai không thể tu được cuộc đời tỳ kheo, không thể sống đời phạm hạnh, thì Như Lai xả giới trở về cuộc đời thế tục. Như Lai không hề bắt có lời thề độc là bỏ Như Lai sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Thế mà tên Sàm Tăng Thích Chân Quang, mỗi khi có một đệ tử quy y nó, thì nó truyền trao giới luật không phải của Phật. Rồi nó bắt có một cái lời thề, nếu bỏ nó sẽ bị chết bất đắc kỳ tử, bị thân tàn ma dại. Đó là ma đạo, chứ không phải là Phật đạo. Quý vị nhớ, Đức Phật không hề bắt ai đến với Phật. Và Đức Phật đã nói, ai quy y ta mà không hiểu ta, tức là phỉ báng ta. Và không có một cái ràng buộc nào cả. Đức Phật nói, ngày nào mà quý vị tìm thấy có một giáo lý nào cao thượng hơn Đức Phật, ngày đó quý vị có quyền bỏ,
mà không có mang một cái lời thề, một cái ràng buộc nào cả. Tóm lại, Trân Quang đã hãm hiếp các sư cô cách đây mười mấy hai chục năm. Trân Quang đã nói bậy nói bạ từ năm 2000 là ăn cá có phước mà tôi đã phản biện cách đây rất là lâu. Trân Quang làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, giảng pháp tầm bậy tầm bạ mà nó vẫn sinh tồn. Nó có hàng chục ắc khao trong nhà băng, nó có hàng trăm cái thẻ đỏ. Thì quý vị nên nhớ, ai chống lưng cho nó chính là những cái lực lượng công an có thế lực của Tô Lâm. Trân Quang lấy tiền ngu của Phật tử, lấy được 1 triệu thì nó xài khoảng 200 ngàn, còn lại 800 ngàn nó nộp cho cái thế lực đứng sau lưng chống lưng nó. Thích Nhật Từ giảng bậy giảng bạ, giảng về tận sức của vợ chồng, giảng về tình dục thế gian. Giáo hội Phật giáo Việt Nam biết hay không mà vẫn để cho nó tiếp tục làm trong Ủy ban Hoằng pháp Trung ương, làm những chức vụ quan trọng. Mà tương nhiên, nó có thế lực gì mà nó nhốt được 5 chú tiểu, bắt được thầy ông nội thiền am bên bờ vũ trụ? Như vậy là một thế lực công an đã đứng sau lưng nó. Hay nói thẳng ra, Thích Nhật Từ, Thích Trân Quang, Thích Nhuận Đức, ngay cả cái tu viện của Thích Nhuận Đức ở cái Đại Tùng Lâm, các những cơ sở hàng chục triệu đô la, tiền đâu có. Tiền đâu Thích Nhuận Đức đi những chiếc xe hàng trăm ngàn đô la, giảng bậy giảng bạ. Nó có những cái thế lực chống lưng cho nó. Nói chung, Thích Trân Quang, Thích Nhật Từ, Thích Nhuận Đức là những cơ quan kinh tài, là những cái cơ sở rửa tiền cho những cái thế lực tham ô do Tô Lâm điều hành. Cho nên, quý vị phải làm mạnh. Quý vị sẽ làm, không làm thì ổng sẽ chết thôi. Dưới cái bản chất của Ngài Minh Tuệ, nó có tra khảo, nó có đánh đập Ngài cách mấy, Ngài cũng không khuất phục. Và Ngài đã nói, tôi không có nhà cửa, tôi không có chùa chiền, tôi không có tài sản, tôi chỉ có cái mạng này. Công an muốn bắt muốn giết thì cứ giết. Một lần nữa, sư phụ chân thành cảm ơn hàng trăm hàng ngàn, hàng chục ngàn Phật tử ở hải ngoại đã ủng hộ chiến dịch gửi thơ tố cáo chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Cảm ơn các người trong ban điều hành của làng Di Đà Con Rô Bác Thiện Tâm đã làm rất lẹ, gửi những cái thỉnh nguyện thư cho chính quyền Hoa Kỳ, cho Liên Hiệp Quốc, các cơ quan theo dõi về đàn áp tôn giáo. Cảm ơn cô Hồng Đức và chú Di đã làm rất tốt để các cư dân trong làng Di Đà Indo gửi những cái thơ tố cáo lên tất cả tổ chức bảo vệ nhân quyền. Cảm ơn tất cả những người Việt Nam đã biết quý trọng Ngài Thánh Tăng Minh Tuệ, đã gửi rất nhiều điện thư, thư tố cáo lên các dân biểu nghị sĩ, nhưng chưa đủ. Thứ bảy này, tôi vẫn tiếp tục bỏ lên những mẫu đơn, để rồi chúng ta tiếp tục gửi những lá thư, những kiến nghị để mà áp lực chính quyền Hà Nội phải thả Ngài Thánh Tăng Thích Minh Tuệ vô điều kiện. Cả thế giới bây giờ xem chính quyền Việt Nam là một chính quyền đàn áp một tu sĩ tu hạnh Đầu Đà chân chính, không vi phạm pháp luật. Khi mà Cộng sản Việt Nam cho xe ủi sập chùa Liên Trì của Hòa Thượng Không Tánh, thì đó là một hành động đàn áp tôn giáo, nhưng mà nhẹ hơn Ngài Minh Tuệ. Vì chùa Liên Trì của Hòa Thượng Không Tánh là chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một giáo hội của Việt Nam Cộng Hòa, một giáo hội không ủng hộ cái chế độ Cộng sản,
và lên án cái giáo hội quốc danh do Cộng sản Hà Nội lập ra từ 1981, cho nên nó đàn áp đối lập, cũng mang tội vi phạm nhân quyền nhưng nhẹ hơn. Trong khi Ngài Thích Minh Tuệ là một công dân Việt Nam tốt, là một cựu bộ đội phục viên cấp bậc thượng sĩ, đã đi nghĩa vụ quân sự, một công dân tốt, một gia đình có lý lịch cách mạng, xuất phát từ huyện Kỳ Anh, quê hương của Hồ Chí Minh, ông không có phạm một cái tội gì. Ông chưa từng có một cái lời nói xúc phạm chính quyền. Ông không kêu hội lật đổ chế độ. Ông chưa lên án một cái vị ma tăng nào hết. Nghe kỹ đi. Vậy mà nửa đêm vào để mà dùng 5 người công an để mà đàn áp một người tu sĩ đang hành thiền. Đó là một cái vi phạm đàn áp tôn giáo trắng trợn. Cho nên cái hành động hai cái tên chính quyền cấp xã tại tỉnh Quảng Trị, nó không cho ngài vào nghĩa trang ngủ. Quý vị đã ném đá nó, quý vị chửi nó, quý vị nói hai thằng quản trị này, chính quyền cấp xã, cấp quận, cấp ấp mà đã làm mất mặt dân quản trị. Tất cả những người dân quản trị đều thấy xấu hổ vì hai cái tên này, nhưng không xấu hổ bằng chính quyền Thừa Thiên, bằng công an Thừa Thiên Huế. Một mặt thì nói là bảo vệ Ngài Minh Tuệ, một mặt thì đưa Ngài vào những cái đồn công an để nói bảo vệ, rồi cô lập Ngài, rồi dùng máy phá sóng, rồi nửa đêm chở Ngài đi, đi đâu không biết. Rồi bây giờ đó đem đệ tử của Ngài dục tùm lum, tước đoạt tất cả những cái y phấn tảo, muốn giết người ta hay sao vậy? Cho nên cái việc làm của đồn công an Thừa Thiên là tất cả dân chúng Thừa Thiên phải lên án họ và xem họ đã là vi phạm, làm cho xấu xa cái bộ mặt của thành phố Huế còn hơn 100.000 là hai cái tên ở Quảng Trị. Hai cái tên đó chuyện nhỏ mà nguyên cả cái đồn công an Thừa Thiên. Quý vị hãy tìm coi ai đã ra cái lệnh này, và những tên đó sẽ bị đưa ra xét xử trước pháp luật, phải không? Cho nên, theo cuộc thăm dò ý kiến của tôi, thì tất cả chúng ta ở hải ngoại phải làm nữa, tiếp tục làm nữa. Và cảm ơn đệ tử của tôi là Tuệ Đắc ở bên Úc đã vận động rất mạnh. Quý vị bên Úc vẫn gửi những kiến nghị thư lên các dân biểu nghị sĩ của Úc để áp lực cho chính quyền Hà Nội phải thả ngay, coi như Thánh Tăng Thích Minh Tuệ. Và chúng ta nên nhớ, mỗi một ngày trôi qua là sinh mạng của Ngài Minh Tuệ sẽ đi đến nguy hiểm, công an sẽ tra tấn Ngài. Và với bản chất con người vô ngã, xem cái chết nhẹ như lông hồng, thì Ngài không phải như Trịnh Thu coi như là một cái người có thể mà ra đầu hàng rồi khai để mà bảo vệ mạng sống. Cho nên quý vị hãy làm tất cả những gì ở hải ngoại. Bản thân tôi là tỳ kheo Thích Thông Lai, tôi quý trọng Ngài, tôi gọi Ngài là Thánh vì Ngài làm được những việc mà tôi không làm được. Ngài làm được những việc mà trong mấy trăm năm qua, 1.000 năm qua, không một tỳ kheo nào đệ tử Phật làm được. Ai coi Ngài thế nào? Tôi coi Ngài là một vị thánh. Cho nên bằng mọi cách, tôi dùng hết sức để bảo vệ Ngài trong khả năng của tôi ở hải ngoại. Còn ở trong nước, tôi thấy có những cái clip đã bỏ lên. Có một cái clip bỏ lên rất là hay. Anh ta nói, tôi là một công dân nước Việt Nam. Tôi xin chính quyền cho biết, Ngài Minh Tuệ đi đến khu vực Thừa Thiên Huế, Ngài đã vi phạm luật pháp của Việt Nam như thế nào? Tăng đoàn Ngài đã vi phạm như thế nào? Và ai ra cái lệnh nửa đêm vô đàn áp, bắt bớ tăng đoàn của Ngài? Và chỉ cần chính phủ cho biết, nếu người mà Ngài có tội thì hãy công bố những tội của Ngài.
ra trước tòa án nhân dân. Đó là một cái phản biện, đó là một cái kiến nghị rất là tốt nhưng chưa đủ. Chúng ta phải có những kiến nghị như vậy. Hoàn toàn quý vị là một công dân của nước Việt Nam. Quý vị muốn biết Ngài Minh Tuệ bị phạm tội gì? Và khi đến Thừa Thiên Huế đã vi phạm những cái luật pháp nào của tỉnh Thừa Thiên? Thì hãy công bố ra đi. Phải không quý vị? Cho nên một lần nữa, nếu quý vị im lặng, nếu ở hải ngoại tiếp tục im lặng, không hành động, thì ngàn năm có một vị Phật sống làm rạng rỡ cho đất nước Việt Nam, và Ngài mất đi là chúng ta không có được một Ngài Minh Tuệ bằng xương bằng thịt xuất hiện tại Việt Nam lần thứ hai. Phải không quý vị? Mỗi một giây phút trôi qua là sinh mạng của Ngài càng đi đến cái chỗ bị bức tử, bị tra tấn. Hãy làm tất cả những gì mà luật pháp Việt Nam cho phép. Luật pháp Việt Nam cho phép người dân Việt Nam được biết một cái người đó bị tội gì, và quý vị được quyền đòi hỏi đó mà không bị mang tội là đánh phá chính quyền. Mỗi công dân Việt Nam được quyền chính phủ cho biết Ngài Minh Tuệ phạm tội gì. Chứng minh, nếu Ngài Minh Tuệ kêu gọi lật đổ chính quyền, Ngài Minh Tuệ phỉ báng những sàm tăng, ma tăng vô căn cứ, thì Ngài Minh Tuệ xứng đáng ở tù. Nhưng tôi duyệt xét tất cả các băng dĩa từ 6 năm trước của Nhân Gà Vlog và những băng dĩa hiện nay, Ngài chưa bao giờ có một lời nói nào sai chánh pháp, sai giới luật của Phật, mà Ngài phiên các Phật tử, nếu nhìn thấy một ngôi chùa không chân chánh, một vị tăng không chân chánh, thì các vị đó họ sẽ chịu lấy luật nhân quả, và mình chỉ lo mình. Và Ngài không có lên án Thích Chân Quang, Ngài không thích lên án Thích Nhật Từ, Ngài không lên án Thích Nhuận Đức, và Ngài cũng chưa bao giờ mà lên án chính quyền. Cho nên tất cả chúng ta hãy bảo vệ viên ngọc quý, cả thế giới kính ngưỡng. Mà tại sao người Việt Nam chúng ta miệng thì kính ngưỡng, đầu thì đảnh lễ? Hỡi những chư tăng, lúc Ngài Minh Tuệ còn được coi như Phật sống thì chúng ta nói chúng ta quý Ngài, chúng ta thương yêu Ngài. Giờ này Ngài ở trong lao tù, cho nên chúng ta đừng rơi vào cái câu mà ông bà chúng ta nói: đương cơn thịnh vượng muôn ngàn bạn, đến lúc vô tù chẳng một ai. Trân trọng kính chào.